Xin chào, cách này thì mình sẽ xin trình bày về cách mà chuyển một cái file SketchUp với vật liệu SketchUp sang cái phần mềm 3ds Max. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ chuyển tiếp nó qua V-Ray. Thì đầu tiên thì mình sẽ mở 3ds Max lên, bản nào cũng được. Rồi cái này thì là một cái nhà mình download trên mạng thôi, cho nên nó cũng không phải của mình. Rồi bây giờ thì những cái cây này nè, bên bên 3D á, là nó đẹp hơn nhiều, cho nên là mình sẽ xóa đi. Xe cũng vậy, mình giữ lại cái nhà thôi, và có thể mấy công trình xung quanh cũng được. Rồi đầu tiên á, là mình sẽ bấm lưu, rồi bấm file, rồi CE. Ví dụ là mình sẽ để nó trên trên này đi, rồi trên desktop đi, rồi xong rồi mình sẽ lưu nó về SU8. Ở những bản 3D mới á, là nó đưa thẳng được luôn, nhưng mà ở bản 3D cũ mình đang dùng á, thì chỉ là SU8 thôi. Rồi lưu về SU8, rồi xong rồi sau đó mình mở 3D lên á, bên này. Rồi mình sẽ import, rồi import đơn giản thôi, mình chỉ đường dẫn tới cái file nãy mới lưu nó đây, thế thôi. Open. Rồi những cái này là những cái đối tượng mà đang bị ẩn á, thì sẽ bị bỏ qua. Rồi chia chia mặt vậy đó, chia theo layer. Còn cái camera với ánh hệ thống ánh sáng thì mình qua 3D mình làm, bởi vì mình render ở đây thôi mà. Còn những cái vật liệu là nó sẽ đưa vào cái đường dẫn này, bạn không muốn thì bạn có thể chỉ qua đường dẫn khác, còn mình thì mình để mặc định. Rồi nó đang xử lý, là khi mình đưa vào rồi là nó sẽ có vật liệu và có map luôn, nhưng mà nó chưa phải là map V-Ray. Lúc đó mình phải xử lý thêm một bước nữa. Cái quá trình này nè, nó sẽ chậm hay nhanh là tùy vào cái RAM của máy mình và cái độ nặng của cái file mình import vào. Rồi như vậy nó đã chạy xong. Sau khi xong rồi nó vào thì nó rất là tùm lum, thì tạm thời mình sẽ group nó lại để mà cho nó dễ xử lý cái. Rồi mình sẽ open group ra, thế thôi. Rồi chuyển cái này về xóa địt đi, để cho bóng nó đừng có nhờ nhờ. Rồi sau đó thì thế này, mình sẽ kiểm tra vật liệu nè. Ở đây hút vật liệu, đây là vật liệu standard, nó chưa phải là vật liệu V-Ray. Thì mình phải chạy những cái script 3D Max. Đầu tiên là vào Max script, Run script. Rồi các bạn sẽ xử lý những cái script nào sẽ sau đây. Đó là cái V-Ray to MTL Converter. Đây ha. Ok, các bạn nhớ tên script này nha. Thì nó coi nó là cài thêm đó. Rồi nó sẽ hiện lên cái bảng, nó sẽ cho phép đó là chuyển từ vật liệu standard sang V-Ray, hoặc là từ V-Ray sang standard. Ok, mình sẽ chọn cái hàng V-Ray standard sang V-Ray. Rồi nó hỏi cho mình chắc chưa. Ok rồi, lập tức là nó chuyển ngay đó, là bây giờ nó chuyển ngay nè đó. Rồi mà cái map vật liệu thì mình phải bấm show như vậy rất là lâu đúng không, thì mình phải chạy thêm một cái script thứ hai, run script tiếp. Rồi nó có một cái script nữa là show map đây. Rồi mình bấm open, thì có gì thì mình sẽ đăng cái đường dẫn download những cái script này lên trên cái trang Facebook có hình con mèo của mình ở đó. Rồi tất cả những cái này đã được chuyển thành vật liệu V-Ray hết rồi, và mình chỉ cần mình lên thử thôi. Cái này mình chưa chỉnh setting gì hết nha. Đó. Rồi, như vậy là script này là mình đã nói về cách là chuyển từ một cái file SU qua sang 3D Max và chuyển sang vật liệu V-Ray. Còn bây giờ nếu như mà bạn muốn chuyển tiếp sang vật liệu Corona thì cũng được thôi, nó cũng có Corona cần vạt mà. Rồi cảm ơn mọi người.